Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tim. Vâng, là một ông vua về cái dòng quản lý nguồn WeWood, mã là RS232S. Về với anh Trần Công Du ở Cần Thơ ạ. Vâng, đây là dòng quản lý nguồn thông minh. Thứ nhất hiện nay trên thị trường chưa dòng nào có được cái dòng thông minh như thế này đâu ạ. Vâng, dòng vua quản lý nguồn thông minh WeWood, mã là SR232S. Đặc biệt dòng này nó được tích hợp một cái automat để chống sốc điện. Khi mà có cái dòng điện vượt ngưỡng hoặc là chập cháy thì nó sẽ tự nhảy cái app này ạ. Vì thế các bác yên tâm là các thiết bị âm thanh gia đình của chúng ta không ảnh hưởng vấn đề gì. Vâng, với bộ dàn karaoke mà nhiều thiết bị như thế này mà không có quản lý nguồn thì thực sự là chập cháy nó rất là cao. Ở bên em luôn phải có quản lý nguồn để gọi là quản lý những thiết bị âm thanh của gia đình. Và bên em cũng ngày nào cũng test nó hoạt động rất là cao, rất là nóng. Vì thế mà cái quản lý nguồn này mang lại cái hiệu quả rất cao các bác nhé. Vâng, khi mà chúng ta đang nghe mà nó mất điện đột ngột, chống sốc, thì cái này còn có nhiệm vụ là tắt lần lượt từng kênh. Phía trong này nó có một bộ nguồn lưu điện khoảng tầm bao nhiêu giây đó để nó tắt được 8 kênh. Vâng, đặc biệt cái dòng quản lý nguồn này là quản lý nguồn thông minh và chỉnh bằng kỹ thuật số. Và có 8 ổ phía đằng sau với cả một ổ phía đằng trước là 9 ổ cắm. 8 ổ phía đằng sau tương ứng với 8 kênh phía đằng trước ạ. Vâng, đặc biệt là một cái cổng phía trước này nó được link trực tiếp. Chúng ta có thể link ra một cái ổ cắm khác, link ra một thiết bị khác mà nó không đi qua quản lý nguồn. Đây là cái ưu điểm. Lúc nào cái này nó có điện nhưng phía đằng sau thì chúng ta tắt thì chúng ta tắt các kênh tương ứng phía đằng trước đây thì tắt các kênh đằng sau nó sẽ mất điện. Ví dụ là các bác muốn tắt kênh 1. Vâng, thì kênh 1 này nó màu đỏ thì chắc chắn là phía đằng sau nó sẽ không có điện đâu ạ. Hoặc là các bác muốn tắt kênh 3 thì chắc chắn phía đằng sau số 3 này nó sẽ không có điện. Đây, tương ứng 8 cổng phía sau đây ạ. Đây, cái đám cổng phía sau các bác nhé. Tương 8 cổng. Vâng, đấy thì nói chung cái quản lý nguồn thông minh này bên em giới thiệu cũng khá là chi tiết trong các video. Thì đây chỉ là sản phẩm giới thiệu lại sự hoạt động ổn định của anh Trần Công Du ở Cần Thơ đấy ạ. Tất cả những lệnh mà chỉnh là làm trong lúc chỉnh này hết ạ. Và toàn bộ là bên em đã cài đặt setup sẵn cho các bác về chỉ việc dùng thôi ạ. Vâng, rất là tiện lợi. Đặc biệt ở đây nữa, nó cả hiển thị ngày giờ ạ. Vâng, cái quản lý nguồn thông minh này nó có cả hiển thị ngày giờ. Vâng, bây giờ là 14 giờ 19 phút ngày 22 tháng 6 năm 2019. Đấy là cái tiện lợi của dòng quản lý nguồn thông minh này mang lại. Vâng, các bác nhìn đây ạ. Vâng, bây giờ em tắt nguồn đi nhá. Thì nó sẽ tắt từng kênh đi ạ. Đây, em tắt từng kênh đi ạ. Đấy, đây là tránh mất điện, coi như là mất điện đi rồi ạ. Vâng, nó tắt từng kênh một. Rất là tiện lợi các bác nhé. Quản lý cả một cái dàn thiết bị âm thanh khổng lồ như thế này. Vâng, bây giờ em bật lên các bác nhìn sự hoạt động của nó đi ạ. Nó mở từng kênh một ạ. Nhìn rất là mỏng đấy ạ, nhưng hiệu quả thì tuyệt vời, rất là cao. Đấy, thế là đã mở được 8 kênh. Đặc biệt cái này các bác có thể tắt một kênh mà các bác không sử dụng theo ý muốn được nhé. Vâng, ví dụ là các bác muốn kênh số 3 không hoạt động, không cho điện đi vào, thì các bác chỉnh xong này đèn đỏ lên rồi nhé. Thì các bác nhớ ấn xoay cái núm tinh chỉnh vô cực này này. Khi nào đến chữ mode đây ạ. Vâng, đây chữ mode đây ạ. Đây chữ mode này các bác lưu vào, ấn lần nữa, chọn này. Đấy, nháy này, các bác ấn tiếp này, nó lưu này, lưu. Thì giờ khi mà tắt nguồn đi ấy, mở lên thì cái số 3 này nó vẫn tắt nhá. Đấy, bây giờ các bác muốn mở lên thì các bác lại phải chỉnh lại. Đấy, mở nó ra. Đó, xong bắt đầu các bác lại lưu lại. Đấy, công nghệ số mà. Chỉnh số đấy lại lưu lại. Tất cả trên lúm tinh chỉnh vô cực là hết ạ. Rồi, như thế là chúng ta đã mở được 8 kênh. Và điều đặc biệt anh Du nhớ để cho em số 8 này là anh để cho em cái cổng số 8 này là tương với cổng 8 phía sau. Là anh để cho em cái cục đẩy công suất hoặc là một cái âm ly để khi mà chúng ta mở nguồn cái số 8 này nó mở cuối cùng để tránh gây ra những tiếng lạo xạo khi chúng ta khởi động, hoặc là nó tắt thì nó tắt cái cục đẩy công suất hoặc là âm ly đầu tiên. Đây là cái tiện ích của cái dòng quản lý nguồn thông minh mang lại.
Và trước đây thì chỉ có cái quản lý nguồn vận dạng cơ thôi ạ. Vâng, dạng cơ chúng ta phải tắt bằng tay, nhưng đã cải biến đi rất là nhiều và có cái automat chống sốc chống giật và có màn hình hiển thị LCD ở giữa. Và đặc biệt là luôn điều chỉnh vô cực, chúng ta can thiệp rất là nhiều chức năng. Đấy, điều mới nữa là có ngày giờ hiển thị. Đấy là tiện ích. Vâng, đặc biệt đây là sản phẩm mới anh Du nhé, sản phẩm mới bên em bảo hành cho anh 1 năm và lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu. Và đây là cái hộp của anh đi ạ. Vâng, tí nữa bên em sẽ đóng hộp cho anh, gửi cho anh sớm nhất. Đây, catalog đi kèm đi ạ, toàn tính tàu đây ạ. Vâng, dù như hiện tại thì cái quản lý nguồn của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, CDN xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Rồi, xin chào anh Du và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.